Hello, xin chào anh em nhá. Đây, hôm nay lên hình cho các bác em này sáng dấp cũng rất là đẹp. Thân hình bóng bộ với cân đối. Đầu mặt cái họa rất là nét con nhá. Họa to nét, nhìn rất là sắc sảo luôn. Đặc biệt các bác là em chim này có chất giọng rất là hay và hót rất là đều các bạn, da mỏ rất là đều luôn. Cao cầu của các bác em. Vương chim đứng lên vươn lên hót ấy, đấy, cầu cầu luôn. Chim em quay thì hoàn toàn không có trống cái máy gì bên cạnh các bác nhá, nên là anh em yên tâm. Nhiều anh em về bảo là nhà em không có máy thì về chơi không thì em mà nếu các bác biết chơi thì các bác cứ chơi được. Không nhất thiết con chim phải cần máy quá đâu. Đấy, các bác nhìn thấy nó vươn người lên hót đẹp không? Bởi vì là anh em mình biết chăm tốt ấy. Thì là không cần máy vẫn chơi vô tư. Con chim là bản năng nó đã hót rất là tốt rồi, nó tố chất mau mỏ rồi, nên là hót rất tốt luôn. Anh em có thể để ý là từ nãy đến giờ mỏ ra liên tục và rất là đều luôn. Giọng rất hay nha con, giọng hay luôn lại nhiều. Mỏ đinh mắt méo, chân mảnh nha các bác nha, chân mảnh chân khô nhá. Chim này em này cần xách tay hót thoải mái vô tư luôn. Anh em thấy xách tay là bán hót vô tư. Chim khoảng hơn 2 năm lồng rồi. Chim cực kỳ đẹp luôn. Thật với các bác, nếu anh em gọi là biết chơi, biết chăm chim một chút ấy, hiểu về chim mọi biên một chút, có kinh nghiệm chơi một chút, anh em nhận những chim này về, anh em thả ra lồng treo lên. Nếu mà biết kích thì kiểu gì nó hot luôn. Bởi vì là con chim điện đóm nó rất là căng và ổn định. Con chim nó rất là dễ tính luôn các bạn. Ở đây nó hot luôn. Đấy, các bác nhìn này. Với các bác là khi các bác treo con chim lên cây ấy, nó thoáng mát hơn, nó thoáng cái tầm mắt nó hơn thì nó sẽ hót tốt hơn. Đây thì em đặt để trên ban công nhà em, đặt ở trên ban công nhà em quay clip cho các bác. Vậy là mình cũng ngồi ngay gần ấy, mình nói chuyện như này nữa thì con chim nó cũng đôi khi nó cũng bị có một chút gọi là sao nhãng. Bây giờ là 8:33 sáng nha các bác nhé. Em quay clip cho các bác. Con chim này em treo ra hót suốt từ 6 giờ sáng đến giờ. Em gửi chim Thái Bình cho bọn anh ở Thái Bình. Nên là treo hót suốt từ sáng đến giờ. Bây giờ gửi chim xong thì mới đi lên quay clip. Thì thấy em nó vẫn hót rất là tốt. Đặc biệt sao mà da giọng rất là đều các bác nhé. Em này thì thần chắc tay hót vô tư. Anh em cuối tuần đi cà phê cà pháo cũng rất là ok luôn em chim này. Em sẽ quay khoảng 5 phút đi thì em sẽ dừng lại. Thì bác nào kết thì alo với em qua số điện thoại là 0978 767 89 nhé các bác nhé. Chúc các bác xem video vui vẻ.